Alo, chào mọi người, mình là Cóc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Video lần trước á, mình đã chỉ các bạn cái cách để mà có thể vẽ được cái hình trong DaVinci Resolve ha. Nhưng mà cái video đó thì mình hướng dẫn theo cái cách hơi tà đạo, là đó là dùng cái phần mềm pen, xong rồi vẽ, xong rồi đưa cái hình nó vô DaVinci Resolve ha. Còn cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chính đạo là vẽ ngay trong DaVinci Resolve luôn, để các bạn biết là để vẽ được cái hình trong DaVinci Resolve bạn cần làm những gì ha. Đó rồi, để không phải đi ăn nữa thì intro. Rồi, trước khi đi vào nội dung chính á thì mình giới thiệu chút xíu là trên cái kênh mà Chân Đất Channel của mình á, mình có nguyên một cái series hướng dẫn biên tập video bằng DaVinci Resolve từ căn bản cho những bạn chưa biết gì luôn. Nếu mà bạn là người mới á thì bạn có thể tham khảo nguyên cái series đó ha. Đó, có đầy đủ đồ chơi cho bạn từ A tới Z ha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả của video, bạn coi đó ha. Rồi, bây giờ thì sẽ vào nội dung chính. Đó là cách vẽ trong DaVinci Resolve. Ok. Rồi. Đây ha, video này ha. Bây giờ mình sẽ vẽ hình trong DaVinci Resolve cho bạn coi ha. Rồi. Đầu tiên là bạn phải tạo một cái fusion composition này ha. Thì bạn ở đây nè, bạn bật cái effect nè. Đây, bật cái effect lên. Chỗ mà effect đây, nó có cái fusion composition. Bạn cầm bạn kéo xuống cái timeline ha. Đây, rồi. Đen thui. Đây ha, rồi. Cái bạn rê cái mà con trỏ cái này gọi là cái playhead ha, cái sợi chỉ nè. Bạn rê cái sợi chỉ này tới cái chỗ mà fusion composition mà bạn mới tạo nè. Sau đó bạn qua cái trang fusion ha. Đó, muốn vẽ được hình trong DaVinci Resolve á, bạn phải vô cái tab cái trang fusion này ha. Đây, rồi. Ok. Có cái media out đây ha. Rồi. Mình sẽ demo vẽ cái hình chữ nhật hoặc hình vuông nữa ha. Đó. Đầu tiên là bạn phải vô cái này, bấm cái này nè, chỗ rectangle nè ha. Bạn cầm, bạn kéo nó xuống đây. Đó. Sau đó, bạn cho nó một cái background ha. Đó, background này, bạn cầm bạn kéo nó xuống qua đây. Đó. Sau đó bạn chỗ mà rectangle nè, chỗ này, bạn cầm bạn kéo cái mũi tên nó qua đây. Đó, nối nó vô. Rồi còn cái background, bạn cầm bạn kéo nối nó vô cái media out. Đó. Rồi. Nếu trường hợp mà bạn cái thanh này của bạn này không có những cái nút như là rectangle hay là background á, thì bạn dùng cái phím tắt đó là giữ shift và bấm nút space bar cái nút dài ha, nút khoảng cách á, giữ shift bấm space bar đó, xong bạn search ví dụ như là rectangle đó, thấy ha, rectangle nè, hoặc là bạn search background đó, rồi bạn add nó vô ha. Đây là trường hợp nếu bạn tìm trên cái thanh này nè, bạn không thấy thì bạn có thể dùng cái phím là shift space bar. Ok. Rồi. Đây là cái hình chữ nhật đó bạn ha. Bạn có thể điều chỉnh nó thành hình vuông hay là thay đổi kích thước của nó. Đó ha. Bạn thay đổi trực tiếp lên đây hoặc là thay đổi ở đây. Đó. Ha. Rồi. Bây giờ là bạn sẽ chỗ solid này, thấy không? Bạn bỏ chọn nó đi. Ha. Bỏ chọn nó đi. Rồi, sau đó bạn chỗ mà border width nè, bạn kéo nó để cho nó thành cái đường viền của cái hình vuông, hình chữ nhật ha. Đó, đây là độ dày của cái hình cái viền này không. Đó, bạn qua đây bạn coi, bạn qua bên trang edit bạn sẽ thấy không. Đó là vẽ được một cái hình chữ nhật này ha. Mình cho nó mỏng lại đi, mỏng lại, chọn phải chọn đúng nha, phải chọn đúng cái nốt mà chỗ rectangle nè. Rồi, cho cái viền nó mỏng lại xíu. Muốn thay đổi màu nó thì sao? Muốn thay đổi cái màu của cái này thì sao? Thì chỗ mà bạn vô cho background, bạn bấm chọn background ha. Background đây, rồi. Sau đó bạn đổi màu. Ví dụ như là cho nó thêm vào màu đỏ ấy hàng. Đây. Pha trộn red, green, blue là ba cái màu căn bản ha. Bạn sẽ pha trộn những cái này để mà có được cái màu bạn thích. Hoặc là bạn vô đây bạn chọn luôn. Ví dụ màu xanh lá đi. Ok, đó. Cho nó mỏng mỏng lại, mỏng mỏng này lại vô cái loại cho rectangle đây, cho nó mỏng lại xíu, dài quá. Rồi ha, đó. Rồi ví dụ như bạn muốn xoay ha, bạn muốn xoay thì có thể bạn xoay trực tiếp ở đây nè. Ví dụ như là position nè, length, rồi width,
cái này là corner radius, là tức là cái bo cạnh này ha. Đó, rồi angle là nó xoay này. Đó, thấy không? Đó. Bạn cũng có thể cho nó xoay ngay trên đây ha, xử lý y chang như những cái khác, ví dụ như là zoom nè. Đó, thay đổi lớn nhỏ nè. Rồi thay đổi vị trí nè. Thấy không? Rồi xoay nè. Đó, thấy không? Những cái vị trí đó nói chung mà làm được bên đây là bên kia ha. Đó. À, ví dụ bạn có thể là cho nó qua đây đó, bạn điều khiển trực tiếp lên đây. Rồi, đó là xong cái chuyện mà vẽ hình chữ nhật hoặc là hình vuông ha. Bây giờ mình sẽ demo vẽ cái hình tròn cho bạn coi. Rồi, thì bạn tạo thêm một cái fusion composition, bạn cầm bạn kéo đó. Rồi, bạn đưa cái playhead, đưa cái sợi chỉ qua cái chỗ này ha. Rồi, bạn qua cái trang fusion. Rồi, hình tròn thì bạn cần một cái eclipse này đó ha. Eclipse bạn đưa xuống đây. Sau đó bạn cần một cái background đưa vô. Bạn phải nhớ đúng thứ tự nha. Vẽ cái này là đầu tiên là cái hình, xong cái background. Đó, rồi cầm nó nối qua. Đó. Thì nói chung vẽ bằng cái này thì bạn phải làm đúng thao tác như vậy ha. Còn nếu mà bạn không muốn nhớ thì bạn có thể tham khảo cái video mà mình làm trước đó mà cách vẽ bằng pen á. Vẽ bằng pen xong xóa background xong đưa vào cái DaVinci Resolve ha. Bạn thấy cách nào bạn phù hợp với bạn thì bạn dùng. Ok. Rồi, hình tròn. Lại tiếp tục bỏ cái mà chọn cái ellipse nha. Rồi, bỏ cái solid đây. Nếu mà bạn không bỏ solid á thì bạn coi nè. Đó, hình tròn nó là đậm ở trong luôn ha. Bạn bỏ cái solid đi. Bỏ solid. Đây, rồi, chỉnh lại cái border width ha. Đó, rồi, chỉnh màu. Chỉnh màu cho nó, chỉnh màu là bên vô background chỉnh màu nha. Bạn bấm vô background nè, bạn chỉnh màu. Ví dụ như là màu màu vàng. Rồi, ok. Đó, rồi, ở đây mình chỉ cho bạn thêm xíu nữa. Mình chỉ cho bạn cách làm sao cái màu cái vòng tròn này nè. Nó giống như là cái đèn neon á ha. Để mình chỉ cho bạn. Thì bạn bấm nút, bạn thêm một cái hiệu ứng cho nó ha. Thì bạn bấm nút Shift Space. Rồi sau bạn search cái chữ là Shop. Đây. Shop Glow ha. Đây, cầm, bạn kéo nó xuống đây. Không, nếu mà bạn chưa biết cách thì bạn kéo nó dày, xong rồi kéo nó vô dày. Đây, thấy không? Thấy nó giống như đèn neon chưa? Đó, vô đây bạn có thể chỉnh cái nè. Đó, những cái hiệu ứng giống như là đèn neon ha. Blend này nọ này đó, thấy không? Mình vô đây bạn coi. Đó, thấy không? Nó giống như cái đèn neon nó sáng sáng này ha. Đó, đây cho nó nhỏ lại nè. Nhỏ lại. Đó, rồi. Ha. Đó là cách vẽ hình chữ nhật, hình tròn. Rồi bạn nếu mà bạn muốn vẽ những hình khác phức tạp hơn, ví dụ như là hình tam giác hoặc là hình mũi tên thì làm sao? Đây, thêm một cái nữa, tạo thêm một cái fusion composition nè. Rồi, đưa cái này vô đây. Rồi, qua tab, qua cái trang fusion. Đây. Bây giờ mình sẽ vẽ hình mũi tên cho bạn coi ha. Hình mũi tên thì bạn cần cái một cái này gọi là polygon ha. Polygon. Đây, bạn đưa cái polygon xuống đây. Rồi, background. Ok, cầm kéo. Polygon này thì nó không có sẵn gì hết, bạn phải tự vẽ ha. Ví dụ vẽ mũi tên nè. Vẽ mũi tên. À, để mà vẽ mũi tên nó chính xác á thì bạn nên thêm một cái gọi là grid ha, để mà nó có thể bạn canh đúng cái nè. Để mình làm demo cho bạn coi. Bấm Shift Spacebar, add thêm một cái gọi là grid, grid là lưới á. Đây. Add nó vô. Rồi. Grid này thì đưa nó qua chỗ background đó bạn. Bỏ đi. Double click để bỏ ha. Rồi. Trời. Dày. Thôi chưa. Ủa. Đó. Thì bạn sẽ có một cái lưới để mà bạn vẽ ha. Rồi bạn vô polygon. Bạn bấm vô polygon lại. Rồi bắt đầu bạn vẽ mũi tên ha. Thì mũi tên này sẽ ở đây. Chấm một cái vô đây. Rồi tiếp theo là chấm một cái vô đây. Rồi. Chấm một cái vô đây. Rồi. Chấm một cái vô đây. Chấm một cái đây. Chấm một cái đây. Chấm một cái đây và chấm một cái đây. Rồi xong. Là được cái mũi tên đó bạn. Thấy không? Qua đây coi nè. Đó, đây là cái mũi tên nè, thấy không? Bây giờ bạn bỏ cái lưới đi ha. Bạn bỏ cái lưới đi. Rồi bấm vô đây delete cái lưới đi. Rồi, xong cái mũi tên. Hơi méo xíu ha, do mình vẽ không cẩn thận. Rồi vô background đổi màu đó.
Đó, thấy không? Rồi, muốn qua đây, bạn muốn xử lý nó sao thì tùy bạn. Đó, à, nè, thay đổi vị trí. Rồi, à, phóng to thu nhỏ, xoay 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 này nọ. À, đó, rồi mấy cái này bạn tùy chỉnh bạn. Đó, rồi bạn có thể phối hợp với những cái keyframe đó để cho những cái hình này nè, nó di chuyển. Ha, à, đó, à, đó, vậy là xong. Cái mà để mà gọi là vẽ những cái hình trực tiếp trong DaVinci Resolve. À, để giờ mình sẽ demo, mình sẽ làm cái phối hợp với lại keyframe cho bạn coi ha. Ok, rồi, để xóa cái này đi nè. Mình sẽ làm cái phối hợp với keyframe cho bạn coi nè. Cho cái hình vòng tròn này nó di chuyển nè ha. Mình làm đoạn ngắn thôi. Rồi, ví dụ đây. Vòng tròn đây. Rồi. Ok, từ khúc này. Này nó sẽ xuất hiện. Rồi, xong ha. Bây giờ play thử cho bạn coi nè. Thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Đó, cho nó xuất hiện từ từ này. Play này. Đó, thấy không? Thấy không? Đó, nó di chuyển thấy không? Đó. Đó. Đó, bạn có thể phối hợp keyframe ha. Thì cái này là mình làm thủ công thôi. Mình sẽ có cái video mà để mà cho nó tự động nó bắt đối tượng, rồi nó sẽ cái hình này nó sẽ tự động nó di chuyển theo. Đó, những cái video đó mình sẽ làm sau ha. Đó, thì đây là xong cái bài hướng dẫn vẽ trực tiếp trong DaVinci Resolve. À, trong DaVinci Resolve nó còn có nhiều cách vẽ khác các bạn. Ví dụ như là bạn vẽ giống như là bạn vẽ thư pháp á ha, là cái nét vẽ nó hiện ra từ từ giống như bạn vẽ thư pháp. Đó, mình sẽ có thời gian mình sẽ làm video đó. Rồi ví dụ như là vẽ những cái hình hiệu ứng, ví dụ như vậy nè. Đó, thấy không? Thì những cái video này mình sẽ làm dần ha. Đó, còn làm nhanh hay chậm này tùy thuộc vô. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, bạn nhớ comment, like, ủng hộ mình ha. Thì nói chung là bạn mất 5-10 giây để mà comment, để mà like thôi ha. Nhưng mà đó là cái động lực rất là lớn để mà mình làm, mình có thêm động lực để mà làm video cho các bạn ha. Đó, thì nếu mà có nhiều comment, nhiều like, ủng hộ thì mình có thể mình ra video sớm hơn. Ok, rồi. Nhớ nha, mình có nguyên một cái series về DaVinci Resolve các bạn ha. Bạn có thể tham khảo cái đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.